Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Sư Sứ Cỏ Hải Dương. Thì mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2019, Đình Dương, thì bọn em vừa mới mua về được một con Toyota Jay và con Toyota Corona Altis. Thưa quý vị và các bạn, thì trong cái thời gian vừa qua thì đây nó là một trong những cái phân khúc xe được rất là nhiều anh em trong Việt Nam mình lựa chọn với cái tầm tiền nó cực kỳ là hợp lý với chiếc Toyota Jay, với phiên bản xịn sản xuất năm 2003, với chiếc xe màu mận chín, thưa quý vị và các bạn, và nỉ nguyên xe và sẽ bán mức giá là 175 triệu đồng. Và mẫu xe Toyota Fortuner sản xuất năm 2007 với chiếc xe nhập khẩu Innocia, số tự động, máy xăng 2.7V. Nó là động cơ máy xăng V chứ không phải là động cơ V6 như thưa quý vị và các bạn. Trên chiếc xe này thì động cơ cũng chỉ có 4 máy mà thôi, nhưng máy nó to hơn một chút, nó to hơn Toyota Innova và máy thiết kế khá là giống với Innova. Với động cơ của chiếc xe là 2.7 và sẽ bán mức giá là 410 triệu đồng cho anh chị và các bạn. Có nhu cầu có liên hệ cho em số điện thoại là 0966 668 121. Em là Minh Hải Dương. Mẫu xe Toyota Corona Altis được sản xuất năm 2009 với chiếc xe số sàn, động cơ 1.8. Và chiếc xe này bọn em sẽ bán mức giá là 355 triệu đồng cho anh chị và các bạn. Có một mẫu xe 5 chỗ ngồi thương hiệu của Toyota Corona Altis. Chắc chắn đây là một mẫu xe được rất là nhiều anh em lựa chọn. Một mẫu xe công chức, một mẫu xe gia đình, mẫu xe cực kỳ là bền bỉ với cái thương hiệu của Corona Altis. Thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy form và kiểu dáng của nó rất là đẹp. Mặc dù nó là 2009 nhưng đối với chiếc Corona Altis này, động cơ 1.8 tiết kiệm nhiên liệu và chạy rất bền và rất là chắc xe. Thưa quý vị và các bạn, chạy cái dòng xe này thì chúng ta sẽ không có cảm giác chòng chành, rất là chắc xe và đầm. Nó chỉ thua chiếc Toyota Camry mà thôi. Còn mẫu xe Fortuner này, nó là chiếc xe được sản xuất năm 2007 với phiên bản nhập khẩu Inno, và chiếc xe này động cơ là 2.7, số tự động, hai cầu, máy xăng. Thưa quý vị và các bạn, rất là nhiều anh em thắc mắc mẫu xe Fortuner mà giá 410 triệu đồng mà anh em cứ hỏi máy dầu, máy xăng. Thì thực chất là máy cứ định mua máy dầu, nhưng máy dầu đời này là, thưa quý vị và các bạn, là nó không có. Còn máy xăng thì chúng ta có thể hình dung là 2008 nó phải tầm khoảng gần 600 triệu chúng ta mới mua được. Đây là máy dầu số sàn nhé, còn nó số tự động hai cầu đây chúng ta nhìn thấy này. Dòng xe này thì Fortuner cái lúc mà mới mua đấy, từ gọi cái lúc mới mua thì phiên bản máy xăng nó sẽ đắt hơn máy dầu, nhưng mà trong quá trình sử dụng thì máy dầu đắt hơn máy xăng. Dòng xe này thì anh em, kể cả anh em đang chạy cái mẫu xe Hyundai Tucson hay là chúng ta đang chạy con Hyundai Santa Fe máy xăng đời mới hiện tại, thì cũng có một cái giáp cảm giác ngồi như con này mà thôi, cũng không chênh lệch nhiều. Mặc dù nó là 2007, nó sẽ có một số những cái phần chi tiết nó bị kém hơn những chiếc xe mới, nhưng mà về vấn đề cơ bản là ngồi chạy trên mỗi xe này nó vẫn đầm xe, vẫn chắc xe và cách ồn nó cực kỳ là tốt. Với kiểu dáng form dáng cao ráo đẹp, chúng ta nhìn thấy rất là hầm hố chiếc xe màu đen, phù hợp cho anh em nào có thân hình vạm vỡ. Và chúng ta không quan trọng gì mức xăng, mức tiêu thụ nhiên liệu của dòng xe này tầm khoảng 12 cho đến 13 lít trên 100 km. Nhưng nếu mà quý vị và các bạn đi trong gia đình mà chúng ta không chạy taxi dịch vụ gì, thì đối với cái mức xăng như thế này chúng ta chơi xe, thì mong quý vị và các bạn đang không có nhu cầu chơi cái dòng Fortuner này, các bạn đừng chê cái vấn đề xăng gộ. Bản thân bọn em cũng thế thôi, cái dòng Fortuner này bọn em chạy có thể so sánh với chiếc BMW X5 chẳng hạn đấy, hoặc là con Mercedes. Nó cũng một tiêu thụ nhiên liệu lúc nào phải trơn trên tầm khoảng 10 lít xăng rồi. Nội thất nó rất đẹp, màu kem. Đây chúng ta nhìn lên nội thất, vô lăng nó đẹp cực kỳ luôn, xe hai cầu, ghế nỉ, trần nỉ, ghế gọi là cực kỳ là sạch sẽ, và tắp ni của nó chúng ta nhìn vàng ươm. Còn tiết kiệm nhiên liệu thì chúng ta hãy nhắc đến cái mẫu xe Toyota Jay, một mẫu xe mà khẳng định với quý vị và các bạn mức tiêu thụ nhiên liệu bây giờ là đáng yêu nhất trên thị trường Việt Nam. Chiếc xe được sản xuất năm 2003 với chiếc Toyota Jay này, thì tại sao em lại nói nó là một dòng xe tiết kiệm nhiên liệu nhất? Vì máy của nó chỉ có 1.8 mà thôi, nó chưa cả được 2 chấm. Và cái dòng dây này là dòng siêu tiết kiệm nhiên liệu, 8 lít trên 100 km cho một mẫu xe 7 chỗ ngồi nồi đồng cuối đá. Và thưa quý vị và các bạn, nếu anh em đang không có cái nhu cầu mua dây, thì chúng ta nhìn thấy con dây này chúng ta nhìn rất là chói mắt, nhưng thực chất những anh em mà có tuổi rồi chúng ta mới biết được cái dòng dây như thế nào. Tầm khoảng ngoài 40 ngoài trở ra thì chúng ta mới biết được cái dòng dây nó là dòng xe với cái mức giá chỉ có 175 triệu đồng thôi, nồi đồng cuối đá, bền bỉ, độ phụ tùng nó cực kỳ là rẻ đấy. Và chạy cái dòng này thì chúng ta có thể hình dung được ngồi được 7 người ngồi, và không gian vẫn là rộng rãi và thoải mái, với dàn điều hòa có 2 dàn độc lập
Đấy, chúng ta nhìn thấy là mắt đèn xe nó khá là sáng với chiếc xe màu mận. Màu mận đăng kiểm của đến tháng 11 năm 2019 nha các bác nhá. Đấy, chiếc xe này thì bọn em vừa mới về, bọn em sẽ cho sơn tỉa lại đôi chút một phần nào đó nó nhỏ nhặn thôi. Còn đâu là không cần phải làm lại gì nữa cả. Ghế nỉ nó nguyên cả xe nha các bác nhá. Ghế nỉ nó quên cả xe. Và hiện tại bên em đang cần mua tất cả các loại ô tô cũ từ 2 đến 7 chỗ. Quý vị và các bạn đang có nhu cầu bán bất cứ chiếc xe nào có thể liên hệ em, số điện thoại là 0966 668 121. Em là Minh Hải Dương, em sẽ đến trực tiếp nhà quý vị và các bạn thu mua với giá tốt nhất cho tất cả mọi người. Chỉ cần anh em có bất cứ chiếc xe nào muốn bán thì hãy nhắn tin vào số điện thoại của em là 0966 668 121, em sẽ chủ động liên hệ lại. Đấy, muốn tiết kiệm nhiên liệu thì chúng ta phải nhìn cái dòng Toyota Jay. Một mẫu xe sản xuất năm 2003 và bây giờ nó là một dòng xe được rất là nhiều anh em săn đón. Anh em có tuổi rồi, chúng ta cần một chiếc xe tầm tiền nó chỉ có thế thôi, nhưng nó bền. Nó bền và phụ tùng nó rẻ thì đây. Nó là một mẫu xe rất là lý tưởng. Đây mấy viên đá này là người ở cửa hàng em không biết là nhặt ở đâu về để trong đây, tí nữa em sẽ bỏ ra. Các bác nhá, nội thất của nó này rất là sạch sẽ này. Đấy, ghế nỉ cực kỳ là sạch sẽ và thơm tho luôn nha các bác nhá. Chiếc xe gia đình nhá. Dàn điều hòa của nó đây này, đấy. Giá 175 triệu đồng cho con Toyota Jay sản xuất năm 2003 này. Màu mận nha các bác nhá. Đấy, quý vị và các bạn đang có nhu cầu hãy liên hệ nhanh em số điện thoại 0966 668 121. Em là Minh Hải Dương. Và quý vị và các bạn hãy nhớ nút đăng ký kênh để cập nhật và được theo dõi tất cả những mẫu xe về mới nhất từ cửa hàng bên em. Đấy, Toyota Fortuner, một mẫu xe gầm cao, form dáng rất đẹp và hầm hố, giá chỉ có 410 triệu đồng, sản xuất năm 2007, số tự động 2 cầu, máy xăng. Đồ nhựa của nó là rất là tươi và đẹp nha các bác nhá. Đây, số tự động này 2 cầu này, chúng ta nhìn thấy đồ đạc của nó này, đẹp không ạ? Sáng trưng luôn, ghế đẹp, không có bị rách dưới gì cả. Xe nhìn nó rất là sáng xe và nhìn rất là khôn xe luôn nha các bác nhá. Chúng ta có nhu cầu liên hệ em ngay, số điện thoại là 0966 668 121. Đấy, đồ nhựa con này thì như con Camry rồi. Đèn đóm của nó rất là sáng này các bác này. Đấy, Fortuner các bác nhá. Nốt còn đều cả da, nó chạy rất là chắc xe. Gầm bệ chúng ta không cần bàn gì tới rồi, cái mức giá 400 triệu thì gầm bệ vấn đề mọt thì rất là hi hữu, không thể nào mọt được nó nhỉ các bác nhé. Đây này, chúng ta nhìn đồ nhựa của nó rất là đẹp này, 410 triệu đồng mà thôi. Đấy, vô lăng đây, chúng ta nhìn vô lăng đẹp không ạ? Cần số này, đấy, hộp nhựa, tất cả đồ đạc của nó nhìn nó tươi rói luôn và cái màu của nó vẫn rất là nét. Trần là trần nỉ rồi, tem mác còn nguyên hết đây. Xe không có bị đâm động gì đâu các bác nhá. Bốn tổng nâng hạ kính có chế độ auto cánh bên lái này, đồ nhựa rất đẹp này. Đấy, đồ nhựa nguyên sần của nó luôn này các bác này. Đấy, không bị xước xoát gì ở những cái phần tắp ni như thế này, chúng ta nhìn thấy này. Mặc dù đây là cái cánh bên lái là cái cánh mà được rất là nhiều lần bước lên bước xuống. Đây là những cái vết mòn của phần sơn mà khi chúng ta đặt dép lên thì theo năm tháng thì con nào cũng bị vậy, không tăng không tính gì rồi. Đấy, nội thất là không có bị rách dưới gì cả đâu các bác nhá. Tắp ni chúng ta nhìn này, tắp ni con xe này này. Tắp ni của nó chúng ta không nhìn thấy vết xước nào luôn ạ. Đó, giá chỉ có 410 triệu đồng. Quý vị và các bạn đang có cái nhu cầu thì có thể liên hệ em, số điện thoại là 0966 668 121. Em là Minh Hải Dương. Và trở lại với con Toyota Corolla Altis sản xuất năm 2009, một mẫu xe giá đang bằng một chiếc Toyota Vios đời 2013 taxi ra, 13-14 taxi ra. Thì chúng ta có thể nhìn thấy vô lăng của Altis này. Nói chung thì nó cũng giống với mẫu xe Innova, vô lăng khá giống với của Innova đời 2013-2014. Và phần nhựa của nội thất của Toyota Corolla Altis này thì nó cũng rất giống với chiếc Toyota Camry, cũng màu vàng kiểu như thế này. Bốn trang bị, bốn tổng nâng hạ kính. Và thiết kế của Corolla Altis chúng ta nhìn thấy nó kiểu như thế này, và thiết kế có gì đó nó cầu kỳ hơn một chút so với dòng của Toyota đây. Gương kính chỉnh điện hết. Của dòng Vios thì dòng Corolla Altis này chúng ta có biết được đây là một dòng xe cực kỳ là lành. Xe không có bị đâm đụng gì cả các bác nhá. Đây, nội thất nó rất là đẹp đấy ạ.
Đấy, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy là rất là rõ trần, nó là trần nỉ nhé các bác nhá. Đây, tắp ni tắp nô này. Chạy cái dòng này thì cực kỳ là đầm rồi. Đó. Phần đuôi xe của Corona Atis nó cũng đẹp. Chúng ta nhìn thấy sơn nó rất là đẹp và căng mọng luôn, kể cả con Fortuner này cũng vậy. Đen xì luôn. Giá 355 triệu đồng cho con Corona Atis sản xuất năm 2009 nhé. Số điện thoại của em, chúng ta liên hệ số điện thoại 0966 668 121. Và anh em nào chưa đăng ký, ấn nút đăng ký kênh, chúng ta có thể ấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi được tất cả những mẫu xe về mới nhất từ cửa hàng bên em. Đó, ốc bản lề các thứ mọi thứ nguyên zin hết các bác nhé. Atis sản xuất năm 2009 với mức giá là 355 triệu đồng. Chân nỉ. Chúng ta có cái nhu cầu muốn xem chi tiết tất cả những hình ảnh của ba con xe này, chúng ta có thể kết nối Zalo số điện thoại của em là 0966 668 121. Đấy, để em có thể gửi hình ảnh cho quý vị và các bạn. Và một lần nữa xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn trong tất cả những chiếc xe lần sau bọn em mới về cửa hàng, thì bọn em sẽ lên sóng cho quý vị và các bạn cùng xem. Và mọi người hãy nhớ nút đăng ký kênh để cập nhật và được theo dõi. Và hãy nhớ số điện thoại thông tin liên hệ 0966 668 121. Em là Minh Hải Dương. Xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn trong video lần sau. Xin chào, cảm ơn.